Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất 1994 đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 9 âm lịch, được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Giáp Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều. Công việc hanh thông thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ, may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với gia chủ. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình tài lộc của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tính cách người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn đồng hỏa khá nhu hòa và lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Xem tử vi tuổi Giáp Tuất tháng 9 âm lịch, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng này, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Xét về thiên can, giáp Dương Mộc gặp canh Dương Kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là vị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ Giáp Tuất sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước. Trong tháng, người tuổi Giáp Tuất có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong khoảng thời gian từ trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Vậy nên, dù có gặp những chuyện bất ngờ, khó giải quyết, bạn cũng không rơi vào tình trạng bị động thường xuyên như trước đó nữa. Nếu cố gắng hết sức mình, bạn cũng có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 9 năm 2022 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bạn có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn,
Từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Các gia chủ Giáp Tuất hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mình, tính duyên có phần hanh thông hơn trước. Nam mệnh còn rụt rè, nhút nhát nên khá bị động, cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn hình Mùi, hại Dậu phá Mùi tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Giáp Tuất trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9, tức ngày 5 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9, tức ngày 17 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.